Đây có con Mitsubishi ba ngựa rưỡi nè, bê tông đứng nha, ba ngựa rưỡi 2.000 vòng trên phút, máy còn khá đẹp nè, mấy giờ chưa chạy nhiều anh em ơi, nó là giật là chạy rồi đó, ba ngựa rưỡi nhỏ gọn luôn, vòng còn mới đó nè, út xéo luôn nha, giật chạy cho anh em coi luôn nha. Dầu anh rất là đẹp anh em, bắt đi sơ băng quê bao lửa còn khá mới nè, khá nguyên vẹn. Máy chạy ngon anh em, máy tăng rất là còn chạy rất là ngon, rất là nhanh, hết xăng lần nào còn xăng thử cho anh em coi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nha, Mitsubishi ba ngựa rưỡi.